có uống Starbucks chứ mua. Chạy này là anh uống nổi không? Uống hot chocolate. Chocolate coi chứ. À. Uống cái green tea chắc green chắc chết quá bố chứ không phải chân. Giờ này uống hot chứ. Ờ đây có cái mắt thì con. Nè Starbucks nè. Bên chân. Dạ. Starbucks. Uống cheese uống. Có xếp quay nữa nè. Xong rồi 200 quả phứ trái nó bố quả trái. Quả trái luôn không? Dạ. Nó dùng điện được. Trời, khuôn mạng giữa núi luôn không bố? Ờ, giữa núi rừng. Giữa núi rừng rừng trắng xóa. Nhà đi bên tay vô chứ. Ồ, nó chỉ thực phẩm hay ha. Ờ, nó nằm giữa thung lũng trên núi cao. Còn mình đó. Nó chọn cái vị trí cũng tốt chứ bố. Rồi xong rồi cháu cháu bán bánh mà anh Vũ anh thích ăn nữa. Anh hay ăn hoài á. Đúng rồi, nó quỳ ăn sáng. Xa. Coi chỗ nào gần gần đầu cho nó khỏi xa cái cổng đô cái chỗ đầu xe cũng thoải mái nè núi luôn á chứ đầu xe hả chưa mang về tí nữa rồi ra hết cái cổng cái nào cái cổng vô bé Dung đâu gần gần cái gì đâu có gần đâu exit ờ à, con thằng đây nè ok thằng cúc này được. Con thằng mới ra là vô đây luôn. Tí đang rơi nha các bạn. Bây giờ cả nhà mình đi vô quanh mạc. Ở ở đây ở đâu vậy Dung? Đó sub quay đó là cái bán cái giống như là burger đó mình hay ăn đó. Rồi buồn tiếc rồi nhiều hơn sáng đó đẹp. Dạ. Quay đó, hả? Đó cái chỗ bán là cái giống như burger ăn á chị, thức ăn của Mỹ á, à, sub quay đó. Em nói cái này nè, em đâu có nhìn cái bảng nãy chị nói đâu. Điều cũng là mình quên lấy cái tô tô bằng ký mình đừng làm mì nó to. Cần mua mấy cái tô giấy bự á. Thôi để coi có gì có cái đũa, không có đũa quay nè. Đó nè các bạn. Đây là gà turkey. Turkey này á là giá là một pound là 68 cent. 14 pound là 9 đồng 57. À con này coi như là khoảng 10 đồng một con nha các bạn. Và con gà này để mà người ta mua về làm lễ Thanksgiving vừa qua. Thì đó một con gà như thế này 10 đồng. 10 đồng một con. Bây giờ đi gánh lại tính tiền các bạn. Ngon không?
Bây giờ get like để tới cái chỗ mà mình tự tính tiền nha các bạn. Sẽ quay cho các bạn xem mình tự tính tiền ở bên Mỹ mà cái siêu thị Walmart nó như thế nào nha các bạn. Bỏ vào bịch mà, sẽ bỏ bịch. Ok. Bỏ trao bên tiền. Hai đồng mấy đúng là nhiều. Ủa này trả thật chứ không có chơi trả tiền mặt gì nữa. Trả hết. Mà là khi nào đi lại nó tính, nó tự tính cho mình. Ê, tự tính cũng trả tiền cash được chứ. Tùy máy, tùy máy chị. Máy là chưa trả thật hết rồi. Ồ. Vậy bỏ mấy nè. Luôn nè. Tôi để những cái thực phẩm này. Tính tiền xong rồi. Đi nha, đi ra nước. Luôn. Gỡ cái nón ra cho tóc trắng bóc mới đẹp. Dạ, yeah, ok. Tóc mới dính tiết mới đẹp. Nè con phải gỡ này đó, thử cảm giác chưa? Sao chưa? Tiết quá dày luôn. Đúng rồi, mấy phần chưa. Tiết rồi, chưa trơn. Quá dày luôn mẹ. Lặn đi tiết mẹ. Chưa nào cũng lặn nè. Đây cái gì nói. Lạnh rồi đó. Như này nhiệt. Ủa? Rang hay là sao? Tiết đang rơi dày đặc. Nếu mà ở mình mấy cái bang miền lạnh, miền đông này nó lạnh mà tuyết nó rơi rất là cực các bạn. Quần đại luôn. Quần đại luôn. Đúng rồi, người ta để đại luôn rồi. Để đại xe đi con, trời này chả ai kiểm nữa đâu. Bên này. Lạnh lắm rồi. 3 trời nắng. Nguyên ngày đúng rồi, 4 trời nắng luôn. Đúng không? Chỉ được ngày hôm nay thôi. Thứ 5, thứ 6 là đủ tuyết. Nắng bốc luôn. Mấy chị mang gì không? Mang mắm là khó. Mà mang cái gì đó, người ta hay nấu bún mắm ăn. Ở bên đây người ta hay nấu bún mắm. Sai sẵn á, nó sai sẵn mình nấu là nước thôi á. Không, nếu chị đi trực tiếp để mang được, bữa là thì qua thì khó lắm chị, ba cái đó mới kiểm lại mất công, có cái rất cợt khổ. Không có cho rồi. Thà là khổ, đi trong trong sạch đó, đi mà có rất cợt rồi mới câu ông á nó đưa vô. Trời trắng xóa nè. Hôm qua mua mua là được. Phố trắng xóa mà đi lai trơn không? Chạy từ từ. Turn left onto North Apple Blossom Drive, then turn right onto US 97 Alternate South. Thì từ đó là thấy ta đi được là mình đi được. Nếu mà nó bị cấm này, ta đã bắt cấm này. Thì từ từ đi á. Đi giống như đang đi cho mình. Sao mà? Xe nó bị. Turn right onto US 97 Alternate South. Đó, thấy không? Có trượt đó, cẩn thận mới đi. Con không thấy làn đường luôn. Chậm chậm. Không thấy làn đường.
Continue on US 97 alternate south for 1 mile. Nó trắng hết rồi, còn thấy đâu đó, còn có thấy lane nào nữa. Này là chiếc canh nha, mà đi thôi. Nhường với nhau đi thôi chứ đâu. Mình bò bò giờ. Bò thôi. Sáng mai đừng có tiết nữa. Đừng có tan nữa. Ngày mai mình đi Starbucks đúng không? Để về nhà thẳng ngủ, ăn ngủ. Bỏ mai coi ra mai nữa không? Mai nha, cậu phải lái cái xe về về. Về rồi chừng nào chúng nó lên nó đón nó đi xe chúng nó. Đâu nó trượt liền á. Chỉ chậm chậm từ từ thôi chứ. Manson Johnson Avenue. Cứ những em qua mình đi là được. Muốn muốn cậu về bên cái muộn muộn là sáng mốt mới về bên đấy chứ. Không mà ngày mai thì không sẹp. À nãy chị nói cái này gì sẹp quay gì? Em tưởng là cái này là supermarket hả? À, tôi tưởng nó sẹp quay. Starbucks cả. Starbucks. Ngày mai có cửa hàng họ bán. Ngày mai đi nữa. Ngày mai đi ăn muối nhung nhung nữa. Mai đi coi cái đau tao như thế nào, giờ trắng xóa thế nào, trắng hết trơn luôn. Thằng nào cũng trắng bốc. Ai đi cào tía hả? Bắt đầu nó cào thì bay đến đâu đó. Là chừng cái tay mấy hôm đó, hôm đó bay. Tê hết luôn mà. Nè xuống dốc mới phải cẩn thận nè, này phải chậm nè. Dốc thắng không được á. Ừ, này từ từ. Nó trượt đó. Trượt đó chậm lắm. Trượt thấy mồ. Chậm thôi chứ phải quên nữa, chậm lắm. Nhưng mà cái tuyết mới thì còn đỡ, như họ đi đó rồi nó tan ra nó không biết hơn trơn nữa. Dạ, này đang xuống dốc nè. Nó đổ dày bao nhiêu nó cấm đi ta. Bao nhiêu? Chả biết. Cái vùng này sẽ tuyết mà rơi nó hay bị tắc nghẽn, nó mới đề cái 3 mai trong một phạm vi 3 mai. In a quarter mile, make a U-turn. Trời tuyết là không thấy lạnh lắm. Trời ơi, quay bố từ bố xanh. Ờ, đúng rồi, đó là người ta làm một cái video vô biết nữa. Vô đây đường ấy, cái chữ nó chưa có cao. In 1,000 feet, your destination will head south on Wapato Point Parkway toward Wapato Court. In 1,000 feet, turn right to stay on Wapato Point Parkway. In 600 feet, turn right to stay on Wapato Point Parkway. Wapato Point. Turn right to stay on Wapato Point Parkway, then make a U-turn. Thẳng luôn phải không U-turn. Dạ, đó rồi rồi có quẹo trái không? Trái đúng không? Dạ. Ngày hôm qua mình vô cái lobby này. Ừ, là... lobby đây. Your feet, make a U-turn. Chết cha, nó không chạy luôn. À, cho nên là nguy hiểm mà nha. Rất là nguy hiểm. Đồng đồng đi, à, đi chơi.
Turn left onto Hallmarker Court, then turn right onto Wapato Point Parkway. Vô Bắc Kinh bên trái. Bắc Kinh đâu con? Bên trái nè. Nhưng mà có cái giờ đang nó xuống dốc là bố sợ nguy. Mình đi còn trơn nè Phú. Mình đi trơn lắm á. Cẩn thận kìa, anh nắm tay dắt mẹ đi á, anh nắm chặt mẹ nó trơn một cái là té một liền luôn á. Em nghĩ chị nên đi trong này nè, trong cỏ lá nè chị. Ở đây em xách phụ cho. Đi trong đây nè. Ở trên đây người ta quen rồi. Đi đi trong cỏ này hay hơn nè. Anh ơi, dắt mẹ đi trong cỏ anh ơi. Đi cỏ anh đỡ hơn tí ơi. Phụ. Anh ơi. Thấy không à, trơn em mới trơn cái đó chị thấy không? Mà mẹ lớn tuổi nó trơn một cái. Người ta cũng bị trật lần rồi, người ta cũng không là được. Vậy đó. Không hay là dài bà có cái độ bám. Dài em không có độ bám. Dài của em chị trơn lắm. Đúng rồi. Bót nó trơn lắm. Đi. Người ta mày đi đường tắt đi đường. Đúng rồi, đi đường tắt đi. Ôi, cây này có trái gì đẹp quá. Gớt hơn chứ, em nói đi trong cỏ nó có độ bám. Anh xuống nữa nè, nè, đừng có xuống. Đó ơi, đi xuống cỏ tiếp. Cho nó an toàn. Kệ nó, chị nó mới buông kệ nó. Ừ, đó, giờ nó bằng nè. Nó bằng chạy đi nó dễ hơn, hiểu không? Nó rải từ hôm qua đó, chị thấy không? Lúc tối mình tới là đã rải rồi đó. Em bước ngay chỗ đó nhiều tuyết á, nó bắt đầu nó đóng băng á, thành băng rồi. Em là cái nhãn hiệu nổi tiếng Hanser. Để luôn, để nó không có rẻ.